bánh bát miền Tây đó, cái tiếng miền Tây đó. Nó rồi sững nữa. Đây, cải tiến mình bạch nha các bạn. Leo bờ nè. Đó, đồng này là đồng Long Sơn, Tân Châu, An Giang. 2, 4, 6, 8, 16, 3, 12. Lớp giữa nó sẽ khoảng 40 bào. Trả về chắc độn gom thì quá. Cải tiến Giang Đông, đa số là Giang Đông. Thường là D30 nha các bạn. D này không biết D mấy đây. D30 là nhiều, cũng có người xài D28 nữa, rồi D33 nữa. 33 thì ít. Chà, yeah, là sao chứ ta? Lấy đà gì đây? Lên. Mấy con này giá nó khoảng 6 mấy, 7 mấy nha các bạn. Trong khoảng thôi chứ mình không nắm chính xác vô giá mình nghe không à. Trời ơi trời. Chiếc này quay nhiều lắm nè. Lúc nào cũng thấy ra khói hết. Xích đi khoe gu không? Quên bạch kìa. Lên rồi, lên được pha phần nữa rồi. Nữa trả lại nữa. Gian nan với ta. Rồi còn máy xích nó chạy kìa. Phê 3 lớp. Mà từ lớp 32, 32 là nhiều. Chiếc này nè, chịu kéo lắm. Kéo đồng phủ long mới rất là nhiều. Gà khỏi khiếp chưa, mạnh lắm. Máy toàn 100 người trở lên không à. Đây, 2, 4, 5, 3 lớp. 3 lớp là cái bàn sau này 15 rồi nè. Ngoài trước là 2, 4, 5. 2, 4, 5 là cũng 15. Nhưng mà bỏ một bao ngay chăng cái chỗ tài xế gắt giò đó. Chỉ cần cần gạt, cần ga, cần lái đó là còn 14. 14, 15 là 29 rồi. Nó chắc này là cách chắc bình thường đó. Chắc bao xuôi ló cái bằng chở là người ta chắc được tới 35 bao lận, 34 bao, 35 bao lận. Chẳng ai lai khổ chưa lên được. Về đây nữa. Đây một chiếc nữa đang kéo vô đây. Chiếc này kéo nhiều quá. 3 lớp.
trên quay lên bờ nữa kìa. Lên nè, lên nè. Nãy giờ đụng gơm với móc bùng cái gì đó. Trời ơi. Lên. Nó rồi sững nữa. Về nữa. Ngào ngán chưa? Gian nan mùa mưa đó chưa. Lên rồi. Hết sức mừng. Bò bò lay gai lên. Thiệt tình mệt luôn á. Xui gũi ngay trong cái ô nó còn ướt đó. Gian nan rồi chưa. Không có trợ lật lá nha các bạn, này lấy cơ không đó. Đó. Cái bánh gần lớn á với cái chục bù lăng là rồi đó. Bánh gần lớn, bánh gần tam giác. Tam giác hay nửa hình tròn là mình quên, hình như tam giác hay gì. Bò đây cực khổ giờ, nãy giờ coi gì đó nó chừng khoảng mười mấy mét gì. Còn leo bờ một cái nữa. Nó bụng nó đóng kìa. Bỏ cho máy tự bò luôn. Leo bờ, chuẩn bị leo bờ.
Trời ơi, nó quấn vô nữa rồi. Lên. Chiều giờ. Bánh bạch miền Tây đó, cái tiếng miền Tây đó. Xong quá khỏe. Đặt nó đóng rồi.